Gần đây lại có thêm một vụ bạo lực ở giải bóng đá Trung Quốc khi cầu thủ Zhang Wenhua tung cú đá song phi vào đùi của trọng tài khiến ông này chấn thương rời sân. Hậu quả là cầu thủ này bị treo giò trọn đời. Cụ thể ở phút thứ 30, hai đội có một pha va chạm và cầu thủ Zhang Wenhua đã ngã xuống sân. Nhưng trọng tài lúc đó không hề để ý. Sau khi đứng dậy, Zhang Wenhua đã đuổi theo trọng tài liên tục phản nàn. Sau đó trọng tài rút thẻ vàng để trừng phạt. Zhang Wenhua đã không sợ mà còn lớn tiếng hơn chửi rủa trọng tài và anh phải nhận thêm một thẻ vàng nữa. Lúc này Zhang Wenhua đã lao đến tung cú đá rất mạnh vào đùi của trọng tài và ngay sau đó còn muốn đánh tiếp nhưng đã bị các cầu thủ trên sân ngăn lại. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bóng đá, trọng tài được coi như người đàn ông quyền lực nhất trên sân và nắm vai trò điều khiển cả một trận đấu. Thế nhưng trong nhiều tình huống, vị vua áo đen này lại không thể kiềm chế được những cái đầu rất nóng trên sân. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những tình huống va chạm với cầu thủ hay những pha bóng hài hước của trọng tài nhé. Câu chuyện về những phản ứng thái quá của Neymar trên sân bóng giờ đây đã không còn là điều mới mẻ. Và với tính khí nóng nảy của mình, siêu sao người Brazil đã có rất nhiều lần tự chuốc họa vào thân. Không đồng ý với quyết định của trọng tài, tiểu Pelé đã đập bóng rất mạnh xuống mặt sân. Ngay lập tức, số 10 của Selecao phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo tới từ vị vua áo đen. Chưa dừng lại ở đó, Neymar tiếp tục lời qua tiếng lại với trọng tài và nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ khán giả trên sân. Không chỉ là tình huống cực hy hữu, pha bóng này còn tạo ra một hình ảnh vô cùng thiếu chuyên nghiệp tới từ trọng tài Tony Chaperon tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Trong một pha lên tham gia tấn công, Diego Carlos đã bất ngờ va chạm và khiến cho vị trọng tài này ngã nhào xuống sân. Như một động tác để trả đũa, ông vua áo đen này ngay lập tức giơ chân đá về hậu vệ người Brazil. Sau đó, Tony Chaperon còn gây phẫn nộ hơn nữa khi rút ra hai chiếc thẻ vàng liên tiếp để trút quyền thi đấu Diego Carlos. Trong bóng đá, công nghệ goal line được coi như có độ chính xác tuyệt đối trong việc xác định bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa. Thế nhưng có vẻ vì quá tiếc pha lập công của mình, Ronaldo đã không còn tin tưởng vào công nghệ này. Sau khi không được công nhận bàn thắng, CR7 đã tiến tới chỗ trọng tài và đòi kiểm tra đồng hồ. Tất nhiên vị vua áo đen này đã gạt tay đi và cười tươi vì cho rằng chân sút của Juve đang đùa. Mặc dù yếu tố bình đẳng giới ngày càng được đề cao ở cuộc sống ngày nay, thế nhưng việc đưa trọng tài nữ vào các trận bóng đá nam vẫn còn khá nhiều hạn chế và tình huống này là ví dụ điển hình. Sau khi không hài lòng vì không được hưởng ném biên, Aguero đã có lời qua tiếng lại với nữ trợ lý trọng tài Sian Ellis. Đáng nói, cựu tiền đạo của Man City sau đó đã khoác vai nữ trọng tài biên này và tạo ra một hình ảnh tương đối nhạy cảm. Có lẽ đây là vị trọng tài trong mơ của nhiều đấng mày râu khi vừa có khuôn mặt xinh đẹp lại cực kỳ vui tính.
Nhận thấy một cầu thủ đang tiến tới gần mình, nữ trọng tài này đã đưa tay vào túi quần như chuẩn bị rút thẻ. Hóa ra cô gái này chỉ đang pha trò và lôi ra một chiếc khăn để lau mồ hôi. Rõ ràng với tính chất thoải mái của một trận giao hữu, những tình huống hài hước như vậy là rất cần thiết. Để đánh dấu vị trí thực hiện cú sút phạt, trọng tài thường sẽ chỉ vẽ một vòng tròn nhỏ bằng bình xịt tự hủy. Thế nhưng với tính cách hài hước của mình, vị vua áo đen này lại phát minh ra một cách đánh dấu vô cùng độc đáo. Thay vì cách đánh dấu thông thường, vị trọng tài vui tính này lại tự lấy bình xịt để vẽ rất to tên của mình lên mặt cỏ. Đương nhiên, hành động bất ngờ này khiến cho những cầu thủ trên sân không thể nhịn cười dù đang rất tập trung thi đấu. Nhiều người đã nói rằng ban tổ chức La Liga lẫn trọng tài đã nương tay cho Messi trong tình huống này. Bực tức với quyết định của trọng tài, siêu sao người Argentina đã cố tình sút bóng mạnh về phía trọng tài chính. Dù là một hành động tương đối phi thể thao và thiếu tôn trọng, thế nhưng Mbunga chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Sau đó cũng không có bất kỳ án phạt nguội nào cho đội trưởng của Barcelona. Giống như mọi cầu thủ, trọng tài cũng rất vất vả khi phải chạy khắp mặt sân để theo được toàn bộ tình huống trong suốt 90 phút. Không những thế, họ còn không ít lần gặp những tai nạn bất ngờ khi mải mê làm nhiệm vụ. Mặc dù đã cố nép người, thế nhưng vị vua áo đen này đã bị kẹp giữa pha tranh chấp giữa Carles Puyol và Ronaldo béo. Sau đó chính trọng tài này mới là người bị Puyol đốn ngã chứ không phải là số 9 của Real Madrid. Maidin được coi là một trong những trọng tài nổi tiếng và có thâm niên nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng rất nhiều người cho rằng vị vua áo đen này là một fan ngầm của Tottenham sau khi theo dõi hết tình huống này. Trong pha bóng phản công của Spurs, Maidin tỏ ra rất hứng khởi khi giơ tay báo hiệu đội chủ nhà được hưởng lợi thế. Sau khi Harry Kane ghi bàn, vị vua áo đen này vừa chạy như kiểu ăn mừng và chỉ tay lên vòng tròn giữa sân một cách rất vui vẻ. Nhắc đến Paulo Di Canio là nhắc đến gã điên một thời của giải Ngoại hạng Anh, với tính khí vô cùng nóng nảy và sẵn sàng va chạm với bất kỳ ai trên sân. Sau khi trọng tài Ancock giơ thẻ đỏ và chỉ tay đuổi Di Canio vào đường hầm, anh đã tiến đến đẩy ngã ông vua áo đen và khiến cho ông ngã ngửa về phía sau. Vụ việc này sau đó đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí khi Di Canio bị phạt tới 15.000 euro và trêu dò 11 trận. Dù là người cầm cân nảy mực của trận đấu, thế nhưng trọng tài cũng là những con người bình thường và cũng có những cảm xúc rất riêng, phải không nào? Nếu thấy video hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh nhé. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo.